Vâng, và bây giờ thì cũng đã gần 7 giờ rồi. Chương trình lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chuẩn bị diễn ra, và chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình meeting diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu. Trường tồn của dân tộc Việt Nam được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh đang tiến vào quảng trường Ba Đình lịch sử. Chỉ ít phút nữa, ngọn lửa sẽ cháy sáng trên đài lửa như một lời hiệu triệu cổ vũ toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta muôn người như một, đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngọn lửa truyền thống đã được trao cho Trung tướng Triệu Xuân Hòa, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, để thắp lên đài lửa. Trên đài lửa kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8
và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng toàn thể các vị đại biểu, đồng bào, đồng chí làm lễ chào cờ. Trân trọng cảm ơn. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa đồng bào và chiến sĩ cả nước. Trong không khí cả nước tưng bừng chào mừng kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hôm nay tại quảng trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 năm 2015 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2015. Tới dự buổi lễ trọng thể này, nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thị Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tới dự lễ kỷ niệm, xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Bunyang Volachit, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước dẫn đầu. Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia do bà Men Sang On, Ủy viên Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia dẫn đầu. Tới dự lễ kỷ niệm, xin trân trọng giới thiệu các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước, các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương trong cả nước, các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các tướng lĩnh, các đồng chí lãnh đạo và đại diện các tầng lớp nhân dân thủ đô Hà Nội, đại biểu khách quốc tế, đại diện các đoàn ngoại giao, đại diện một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và nước ngoài, và đặc biệt là có các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành. Trân trọng chào mừng sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu, các vị khách quý đến dự buổi lễ trọng thể này. Trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, kính thưa các vị khách quốc tế, các vị đại biểu, thưa đồng bào chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, cách đây 70 năm, trong những ngày mùa thu lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên cuộc cách mạng tháng 8 vĩ đại. Ngày 2 tháng 9, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước quân dân đồng bào và toàn thế giới: nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự kiện trọng đại này là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta. Cách mạng tháng 8 thành công dẫn đến sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta.
đập tan ách thống trị, áp bức, bóc lột của chế độ thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập tự do. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước, làm chủ xã hội, làm chủ vận mệnh của mình. Đất nước ta, dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cách mạng tháng 8 là sự kiện có tầm vóc thời đại, có ý nghĩa quốc tế sâu sắc, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức, bóc lột trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Cách mạng tháng 8 là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước nồng nàn, bản lĩnh, trí tuệ và ý chí quật cường của dân tộc ta được kế thừa, phát huy lên tầm cao mới trong cuộc đấu tranh do Đảng ta tổ chức và lãnh đạo, là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, sự lãnh đạo sáng suốt, tầm nhìn chiến lược, sự nhạy bén, tạo thời cơ và chớp thời cơ ngàn năm có một, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đường lối đó được đội ngũ đảng viên tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, không quản gian khổ hy sinh, bền bỉ tuyên truyền, vận động, tổ chức nhân dân nhất tề vùng lên khởi nghĩa, giành chính quyền trong cả nước, là kết quả của ba cao trào cách mạng của nhân dân ta trong suốt 15 năm từ ngày thành lập Đảng. 70 năm qua, thực hiện lời thề thiêng liêng tại lễ tuyên ngôn độc lập, toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy. Nhân dân ta đã đổ biết bao công sức, trí tuệ, hy sinh biết bao xương máu để giữ vững thành quả và thực hiện các mục tiêu cao cả của cách mạng tháng 8: độc lập cho Tổ quốc, tự do hạnh phúc cho nhân dân. Đảng, nhà nước, nhân dân ta đã đập tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, tiến hành cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ đầy gian khổ hy sinh, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Tiếp đó, trải qua 21 năm chiến đấu anh dũng, kiên cường, đánh bại các chiến lược chiến tranh của địch, giành toàn thắng trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ngay sau đó, nhân dân ta lại phải tiếp tục tiến hành các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Chỉ đến khi đó, nhân dân ta mới thực sự được sống trong hòa bình, xây dựng lại đất nước. Thật đúng như lời Nguyễn Trãi viết trong Đại Cáo Bình Ngô: xã tắc từ đây vững bền, giang sơn từ đây đổi mới. Đường lối đổi mới được đại hội lần thứ 6 của Đảng ta đề ra, đáp ứng đòi hỏi cấp bách của thực tiễn, hợp lòng dân, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và tích cực thực hiện, đã mở ra một
thời kỳ phát triển mới của đất nước ta. Qua gần 30 năm nỗ lực phấn đấu, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo nàn lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, vượt qua ngưỡng nước nghèo kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đời sống nhân dân được cải thiện, chính trị xã hội ổn định, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục phát triển với những triển vọng tốt đẹp. Thắng lợi vĩ đại và những thành tựu to lớn của nhân dân ta trong 70 năm qua được nhân dân thế giới, bạn bè quốc tế cảm phục, đánh giá cao, trở thành hành trang quý báu của dân tộc ta trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thưa đồng bào, đồng chí, hôm nay Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong niềm tự hào và xúc động thiêng liêng, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang, làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Tư tưởng và sự nghiệp của người là tài sản vô giá, ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta vững bước đi tới tương lai. Chúng ta mãi mãi khắc ghi công ơn to lớn của hàng triệu anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do, vì chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với nước, cùng toàn thể đồng bào và chiến sĩ cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc ta. Chúng ta mãi mãi ghi nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ quý báu của nhân dân các nước anh em, các lực lượng tiến bộ cùng bầu bạn khắp năm châu đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta hôm nay. Ngày nay, đất nước ta đang đứng trước thời cơ vận hội lớn, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Tình hình thế giới và khu vực thay đổi sâu sắc, nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khó lường. Chiến tranh, xung đột sắc tộc, tôn giáo, khủng bố, bạo loạn, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ diễn ra ở nhiều nơi. Đặc biệt là sự tranh chấp chủ quyền biển đảo ngày càng gia tăng trên Biển Đông và những âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch chống phá nhà nước ta, chế độ ta, đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta. Ở trong nước, những thành quả đạt được trong những năm qua là rất quan trọng,
nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, chưa bền vững cả về kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường. Bốn nguy cơ mà đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, có mặt biểu hiện ngày càng nghiêm trọng hơn, diễn biến phức tạp hơn, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ đảng viên chưa được ngăn chặn đẩy lùi, gây bức xúc trong xã hội, bất bình trong nhân dân, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước. Kỷ niệm cách mạng tháng 8 và ngày quốc khánh, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tận tâm tận lực, nâng cao ý chí, giữ vững thành quả cách mạng, tiếp tục thực hiện các mục tiêu cao cả của cách mạng tháng 8 và lời thề độc lập khắc sâu trong tim mỗi người Việt Nam của chúng ta. Thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, rút ngắn khoảng cách phát triển với các nước, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế, đem lại cuộc sống thực sự tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, như Bác Hồ đã căn dặn. Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả đó, đảng, nhà nước và nhân dân ta phải phát huy cao độ nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng để phát triển đất nước nhanh và bền vững, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng, xóa bỏ mọi mặc cảm định kiến về quá khứ, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc, để đoàn kết mọi người Việt Nam yêu nước, tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đặc biệt là tiềm lực và thế trận lòng dân, xây dựng quân đội nhân dân và công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với đảng và nhà nước, thường xuyên nêu cao cảnh giác, đánh bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Không ngừng nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, uy tín,
và vị thế của đất nước trong khu vực và trên thế giới, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, góp phần tích cực vào việc giữ vững hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực, vào cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới. Nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa quyết định là xây dựng đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, có đường lối đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan và thực tiễn của đất nước, không giao điều, bảo thủ, chủ quan, duy trì. Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiền phong gương mẫu, đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước lên trên hết, trước hết, được nhân dân tin yêu, quý mến. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, nhất là nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Có như vậy mới củng cố và tăng cường lòng tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng trong điều kiện đảng cầm quyền ở một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và đại hội lần thứ 12 của đảng. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân. Mọi cơ quan nhà nước, mọi cán bộ công chức phải chịu sự giám sát của nhân dân. Đổi mới quản lý nhà nước phù hợp với yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy dân chủ, đồng thời đề cao kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Hơn bao giờ hết, chúng ta càng phải thấm thía lời dạy của Bác Hồ: một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không còn trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân. Thưa đồng bào, đồng chí, kỷ niệm trọng thể 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhận thức sâu sắc về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử trọng đại và những bài học thắng lợi của Cách mạng tháng 8, chúng ta càng tự hào về những thành tựu to lớn, những chiến công oanh liệt của nhân dân ta trong suốt 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tự hào về đất nước và dân tộc Việt Nam anh hùng càng tăng thêm nghị lực, niềm tin để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ nặng nề nhưng hết sức vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới. Thời cơ vận hội, tương lai tươi sáng đang chờ đón dân tộc ta. Phát huy tinh thần bất diệt của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tôi kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, tiếp tục bồi đắp lòng yêu nước, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết thành một khối vững chắc, tận dụng thời cơ, vượt qua mọi thử thách, nỗ lực cùng nhau phấn đấu, đưa đất nước ta sánh vai cùng bè bạn năm châu, giữ gìn toàn vẹn non sông gấm vóc ông cha ta để lại. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng dân tộc ta, một dân tộc có nền văn hiến lâu đời, có trí tuệ, bản lĩnh, truyền thống kiên cường bất khuất, cần cù, thông minh, sáng tạo, đã từng làm nên những chiến công hiển hách, nhất định sẽ lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng thành công một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam muôn vàn thân yêu của chúng ta. Tinh thần cách mạng tháng 8 và ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 mùa năm, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùa năm, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh mùa năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Trân trọng kính chào đồng bào, đồng chí và các vị đại biểu. Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Kính mời đồng chí Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, chỉ huy diễu binh diễu hành. Lực lượng diễu binh diễu hành chuẩn bị. Diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu. Đội hình diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Lực lượng diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm trọng thể hôm nay thể hiện niềm tự hào, khí thế hào hùng, sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, cổ vũ động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta hăng hái vươn lên, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các khối nghi trượng, diễu binh, diễu hành đang tiến vào lễ đài. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc huy được đặt trên nền trống đồng, tượng trưng cho lịch sử, cội nguồn văn hóa dân tộc, sự vững mạnh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, và hình tượng rồng thiêng đang vươn mình bay lên thể hiện khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Hành tiến cùng xe quốc huy là 54 đôi nam nữ thanh niên thể hiện cho 54 dân tộc anh em trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc bền vững, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
sao vàng, cờ đỏ búa liềm là biểu tượng của hồn nước, tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng, bản lĩnh, trí tuệ, khí phách, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, được khơi nguồn từ lịch sử vẻ vang của dân tộc, bừng cháy hôm nay và tỏa sáng đến mai sau. Màu đỏ thắm của cờ tổ quốc, cờ đảng đang tung bay trên quảng trường Ba Đình lịch sử, thể hiện niềm kiêu hãnh, động viên, khích lệ toàn đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu đang tiến vào lễ đài. Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế. Đúng ngày này, cách đây 70 năm, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập bất hủ, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng, của dân tộc Việt Nam, mãi mãi tỏa sáng, soi đường cho dân tộc Việt Nam tiến lên sánh vai cùng bè bạn năm châu. Xe biểu tượng 70 năm nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Ngôi sao vàng năm cánh, chữ số 70 và bông lúa vàng được khắc họa nổi bật phía trước một con thuyền, biểu tượng cho con thuyền cách mạng Việt Nam, cùng với nền cờ tổ quốc phía trên và dòng chữ 1945-2015 in đậm trên mạn thuyền. Toàn bộ hình ảnh đó tạo nên bức tranh hùng tráng in đậm trên nền trời mùa thu giữa quảng trường Ba Đình lịch sử, thể hiện sự vững mạnh của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là niềm kiêu hãnh của dân tộc Việt Nam, một dân tộc anh hùng có lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, đang phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đội hình diễu binh của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Chỉ huy tổ quân kỳ là Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng quân kỳ quyết thắng lấp lánh 5 tấm huân chương sao vàng và nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng, thể hiện sức mạnh vô địch, những chiến thắng oanh liệt của Quân đội Nhân dân Việt Nam, quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng. Hơn 70 năm chiến đấu dưới lá cờ vinh quang của Đảng, quân đội ta luôn chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Khối quân nhạc đang tiến vào lễ đài. Tiền thân là Ban âm nhạc giải phóng quân, đội danh dự bảo vệ Trung ương Đảng và Bác Hồ. 70 năm qua, những âm thanh hùng tráng của quân nhạc Việt Nam vang lên như tiếng gọi non sông, cổ vũ, thôi thúc những trái tim Việt Nam yêu nước kết thành một khối, đạp bằng mọi chông gai, vững bước tiến lên chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù. Những âm thanh hùng tráng ấy mãi mãi ngân vang là sức mạnh của văn hóa Việt Nam, đồng hành cùng đất nước, thôi thúc toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước. Đang tiến vào lễ đài là khối sĩ quan chỉ huy tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Đây là lực lượng luôn trung thành, mưu lược, sáng tạo trong chỉ huy tác chiến, lập nhiều chiến công oanh liệt trong chiến đấu, góp phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nhiệm vụ quốc tế. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, tổ chức huấn luyện quân đội cho giỏi, bày mưu kế khôn khéo,
tổ chức chỉ huy thống nhất, bí mật, nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Đội ngũ sĩ quan chỉ huy tham mưu kế thừa và phát huy giá trị truyền thống nghệ thuật quân sự độc đáo Việt Nam, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Khối sĩ quan chính trị quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng đang tiến vào lễ đài. Vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng, hơn 70 năm qua, đội ngũ sĩ quan chính trị luôn kiên định, vững vàng, nhạy bén, gương mẫu, đoàn kết, thương yêu đồng chí, gắn bó máu thịt với nhân dân, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, chiến thắng của quân đội. Khối sĩ quan hậu cần quân đội anh hùng đang tiến vào lễ đài, thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy: một bát gạo, một đồng tiền, một viên đạn, một viên thuốc, một tấc vải phải đi thẳng tới chiến sĩ. Hậu cần quân đội đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, bảo đảm cho toàn quân ăn no đánh thắng. Nêu cao tinh thần tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, ngành hậu cần quân đội quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua. Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội trong tình hình mới. Đang tiến vào lễ đài là khối sĩ quan kỹ thuật quân đội với truyền thống chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường. Ngành kỹ thuật quân đội đã phát triển từ thô sơ đến hiện đại, đã có nhiều phát minh, chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật phù hợp với cách đánh độc đáo của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam. Ngày nay, ngành kỹ thuật quân đội tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, khoa học công nghệ tiên tiến. Khối sĩ quan phòng không không quân anh hùng đang tiến vào lễ đài, là lực lượng nòng cốt trong thế trận phòng không ba thứ quân. Bộ đội phòng không không quân đã góp phần to lớn quyết định đánh bại hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ trên chiến trường miền Bắc, bắn rơi và phá hủy hàng nghìn máy bay các loại trên khắp các mặt trận. Đỉnh cao là chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không, xây dựng nên truyền thống trung thành vô hạn, anh dũng kiên cường, mưu trí sáng tạo, tiến công kiên quyết, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể. Đang tiến vào lễ đài là khối sĩ quan hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng, phát huy truyền thống chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng. Đội ngũ sĩ quan hải quân đã trực tiếp chỉ huy các đơn vị dũng cảm, kiên cường, linh hoạt, sáng tạo trong chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ngày nay, đội ngũ sĩ quan hải quân không ngừng nâng cao trình độ, bản lĩnh, mài sắc ý chí chiến đấu, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng quân chủng hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Nhiệt liệt chào mừng khối sĩ quan bộ đội biên phòng, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: đoàn kết, cảnh giác, liêm chính, kiệp cần, hoàn thành nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, trung thành với Đảng, tận tụy với dân. 56 năm qua, bộ đội biên phòng đã góp phần to lớn bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc và làm tốt công tác đối ngoại quân sự. Đây là lực lượng nòng cốt đi đầu trong xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc biên giới, phòng chống tội phạm, xóa đói, giảm nghèo, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên các vùng biên cương, biển đảo của Tổ quốc. Đang tiến vào lễ đài là khối sĩ quan cảnh sát biển Việt Nam anh hùng, với chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn và bảo đảm thực thi pháp luật trên các vùng biển của Việt Nam và thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Cảnh sát biển Việt Nam đã và đang góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo, thêm lục địa và các lợi ích quốc gia, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Phát huy truyền thống kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, chủ động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Nhiệt liệt chào mừng khối nữ sĩ quan thông tin của binh chủng thông tin liên lạc anh hùng. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, việc liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mệnh, vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó bảo đảm thắng lợi.
trong chiến tranh, Bộ đội Thông tin Liên lạc đã vượt qua mọi gian khổ hy sinh với quyết tâm tim còn đập, mạch máu thông tin còn thông suốt, đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Khối trường sĩ quan lục quân một anh hùng đang tiến vào lễ đài. Vinh dự tự hào là nhà trường đầu tiên của quân đội được Bác Hồ 9 lần về thăm, nhiều lần gửi thư động viên khen ngợi và trao tặng cờ theo dòng chữ chung với nước, hiếu với dân. Hơn 70 năm qua, nhà trường đã đào tạo cho quân đội hàng chục vạn sĩ quan chỉ huy, tham mưu, nhiều đồng chí phát triển trở thành cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, tướng lĩnh trong quân đội. Phát huy truyền thống trung hiếu, tiên phong, mẫu mực, quyết thắng, trường sĩ quan lục quân 1 đang ra sức phấn đấu trở thành nhà trường mẫu mực của quân đội ta. Khối trường sĩ quan chính trị đang tiến vào lễ đài, là trung tâm đào tạo sĩ quan chính trị cấp phân đội và nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn quân sự. 40 năm qua, nhà trường đã mở hàng trăm khóa học và lớp bồi dưỡng, đào tạo hàng nghìn cán bộ chính trị cấp phân đội, giáo viên, phóng viên, cán bộ chính trị công an nhân dân và học viên quốc tế. Phát huy truyền thống, trung thành, sáng tạo, đoàn kết, vượt khó, dạy tốt, học tốt, quán triệt lời dạy của Bác Hồ: người chính trị tốt thì bộ đội ấy tốt. Trường sĩ quan chính trị đang nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đội ngũ sĩ quan chính trị cho quân đội hiện nay. Đang tiến vào lễ đài là khối Học viện Hậu cần Anh hùng, tiền thân là lớp huấn luyện cán bộ cung cấp đầu tiên của quân đội ta. Hơn 64 năm qua, Học viện Hậu cần luôn thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy. Công việc cung cấp cũng quan trọng như việc trực tiếp đánh giặc trước mặt trận. Học viện đã đào tạo được hàng vạn sĩ quan hậu cần tài chính cho toàn quân. Phát huy truyền thống, tuyệt đối trung thành, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết chặt chẽ, vượt mọi khó khăn, không ngừng đổi mới, dạy tốt, học tốt, gắn với chiến trường, hướng về đơn vị. Học viện Hậu cần tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học theo hướng sát thực và hiện đại. Nhiệt liệt chào mừng khối Học viện Kỹ thuật Quân sự Anh hùng, là trường đại học trọng điểm quốc gia, trung tâm nghiên cứu khoa học của quân đội và nhà nước. Gần nửa thế kỷ qua, nhà trường đã đào tạo cho quân đội và đất nước hàng vạn sĩ quan, cán bộ khoa học kỹ thuật quân sự, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Học viện Kỹ thuật Quân sự đang quyết tâm chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học kỹ thuật quân sự hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới. Đang tiến vào lễ đài là khối Học viện Phòng không Không quân Anh hùng. Hơn 50 năm qua, nhà trường đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, gắn nhà trường với chiến trường, vừa đào tạo cán bộ, vừa tham gia trực tiếp chiến đấu 129 trận, bắn rơi 91 máy bay Mỹ, đã đào tạo được hàng vạn sĩ quan Phòng không Không quân cho quân đội ta và bạn bè quốc tế. Nêu cao truyền thống, đoàn kết anh dũng, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, dạy tốt học tốt, Học viện Phòng không Không quân đang nỗ lực vươn lên xây dựng nhà trường cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại. Khối trường sĩ quan Không quân Anh hùng đang tiến vào lễ đài. Vừa là trung tâm giáo dục đào tạo, vừa huấn luyện chiến đấu. 56 năm qua, nhà trường đã đào tạo huấn luyện được hàng nghìn phi công quân sự, hàng vạn học viên sĩ quan và nhân viên kỹ thuật hàng không. Đây cũng là trung tâm đào tạo phi công phản lực khép kín hàng đầu tại Đông Nam Á. Để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhà trường đang ra sức học tập, huấn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, máy bay thế hệ mới, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Khối Học viện Hải quân Anh hùng đang tiến vào lễ đài. Hơn 60 năm qua, Học viện Hải quân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự Hải quân, cung cấp bổ sung hàng vạn sĩ quan, nhân viên kỹ thuật cho các đơn vị, chi viện cho các chiến trường, góp phần lập nên những chiến công oanh liệt. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới, Học viện Hải quân đang nỗ lực phấn đấu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiệt liệt chào mừng khối Học viện Biên phòng Anh hùng. Hơn nửa thế kỷ qua, Học viện Biên phòng không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, bổ sung hàng vạn sĩ quan cho lực lượng bộ đội biên phòng, góp phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Tổ quốc,
Học viện Biên phòng đang ra sức thi đua, dạy tốt, học tốt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học trong giai đoạn mới. Khối trường sĩ quan đặc công anh hùng đang tiến vào lễ đài. 48 năm qua, trường sĩ quan đặc công đã đào tạo được hàng vạn sĩ quan đặc công cho toàn quân. Bộ đội đặc công đã tham gia chiến đấu trên các chiến trường, lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần quan trọng vào những chiến thắng có ý nghĩa quyết định của quân đội ta. Nêu cao tinh thần, đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn. Trường sĩ quan đặc công không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, gắn nhà trường với đơn vị, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đúc kết và phát triển khoa học nghệ thuật tác chiến đặc công, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Quý học viên trường sĩ quan tăng thiết giáp anh hùng đang tiến vào lễ đài. Hơn 50 năm qua, nhà trường đã nỗ lực phấn đấu xây đắp nên truyền thống đoàn kết, tự lực, sáng tạo, chủ động, vượt khó, dạy tốt, học tốt, chính quy, mẫu mực, đã đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn sĩ quan kỹ thuật có phẩm chất năng lực toàn diện, trình độ kỹ thuật, chiến thuật giỏi cho quân đội. Phát huy truyền thống chung với đảng, hiếu với dân, đã ra quân là đánh thắng của bộ đội tăng thiết giáp anh hùng. Trường sĩ quan tăng thiết giáp đang ra sức học tập, rèn luyện, góp phần xứng đáng là lực lượng một đích quan trọng của lục quân quân đội nhân dân Việt Nam. Nhiệt liệt chào mừng khối trường sĩ quan pháo binh anh hùng. 58 năm qua, trường sĩ quan pháo binh đã đào tạo, bồi dưỡng trên 4 vạn sĩ quan pháo binh cho quân đội, xây nên truyền thống tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, dạy tốt, học tốt, công tác tốt, đóng góp quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc. Trường sĩ quan pháo binh ngày nay đang đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng chính quy hóa, chuẩn hóa và hiện đại hóa, tiếp tục tô thắm truyền thống chân đồng giai sắc, đánh giỏi bắn trúng của binh chủng pháo binh anh hùng. Đang tiến vào lễ đài là khối trường sĩ quan công binh anh hùng. Tiền thân là các lớp học do Cục Công binh tổ chức và phân khoa công binh thuộc Trường Sĩ quan Lục quân. Trường Sĩ quan Công binh có chức năng nhiệm vụ đào tạo cử nhân quân sự, trình độ đại học, các chuyên ngành chỉ huy kỹ thuật công binh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng công trình quốc phòng, rà phá bom mìn, tham gia cứu hộ, cứu nạn. Đó là những nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, thầm lặng nhưng đầy ắp chiến công, góp phần tô thắm thêm truyền thống, mở đường thắng lợi của binh chủng công binh anh hùng. Nhiệt liệt chào mừng khối trường sĩ quan phòng hóa. Gần 40 năm qua, phát huy truyền thống phòng chống tốt, chiến đấu giỏi của bộ đội hóa học, trường sĩ quan phòng hóa đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đào tạo được hàng vạn sĩ quan phòng hóa cho quân đội. Đây là những cán bộ nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, tham gia xử lý chất độc tồn lưu sau chiến tranh, khắc phục sự cố hóa chất độc hại, bảo vệ môi trường, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Khối trường sĩ quan thông tin anh hùng đang tiến vào lễ đài. Trường sĩ quan thông tin có chức năng đào tạo sĩ quan thông tin cho toàn quân, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giáo dục quốc phòng an ninh, nghiên cứu ứng dụng và phát triển khoa học kỹ thuật cho các trường đại học cao đẳng khu vực Nam Trung Bộ. Gần 65 năm qua, nhà trường đã cung cấp hàng vạn sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật thông tin cho toàn quân và các nước trong khu vực, hàng nghìn cử nhân công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Khối chiến sĩ bộ binh đang tiến vào lễ đài, có mặt ngay từ những ngày đầu trong đội hình chiến đấu của quân đội ta. Các chiến sĩ bộ binh luôn gan dạ, dũng cảm, kiên cường trong chiến đấu, băng mình qua mưa bom bão đạn, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Những tấm gương anh hùng Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Lê Mã Lương và nhiều anh hùng liệt sĩ mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam để thế hệ trẻ học tập noi theo. Ngày nay, các chiến sĩ bộ binh đang nỗ lực thi đua, thực hiện cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ,
quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhiệt liệt chào mừng khối chiến sĩ đặc công biệt động. Chiến sĩ đặc công biệt động dũng cảm, ngoan cường, xuất quỷ, nhập thần, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, đã bao lần làm cho quân thù kinh hồn bạt vía bởi những chiến công ngay trong lòng địch ở các thành phố, thị xã mà chúng chiếm đóng, làm nức lòng quân dân cả nước. Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh và trở thành anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, xứng đáng với truyền thống của bộ đội đặc công, đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiệp thắng lớn. Khối chiến sĩ đặc công đang tiến vào lễ đài, thực hiện lời huấn thị của Bác Hồ. Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải cố gắng đặc biệt. Các chiến sĩ đặc công được tin tưởng đặc biệt, bất kỳ nhiệm vụ gì, bất kỳ nhiệm vụ đặc biệt nào cũng phải hoàn thành và hoàn thành cho tốt. Các chiến sĩ đặc công của quân đội ta phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng với cách đánh độc đáo, lập nên những chiến công vang dội, bao phen làm quân thù khiếp sợ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiệt liệt chào mừng khối chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm được hình thành và phát triển từ lực lượng trinh sát bộ đội và đặc công biệt động, có chức năng tham mưu cung cấp tin tức kịp thời và hành động để thực hiện các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chống khủng bố, chấn áp bạo loạn lật đổ, bảo vệ mục tiêu trọng yếu, tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ và các nhiệm vụ đặc biệt khác. Các chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm luôn vượt qua quá trình khổ luyện, xây dựng bản lĩnh chiến đấu quả cảm, kiên cường, mưu trí táo bạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ thiện chiến của quân đội nhân dân Việt Nam. Khối chiến sĩ đổ bộ đường không đang tiến vào lễ đài. Đây là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ được trang bị hiện đại, luôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị không quân vận tải thực hiện các cuộc đổ bộ đường không, làm thay đổi tương quan lực lượng, góp phần tạo nên những chiến thắng quyết định trong các chiến dịch, các trận chiến đấu và lập nhiều thành tích trong tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Trong điều kiện mới, các chiến sĩ đổ bộ đường không không hề quản ngại, vất vả, hy sinh, kiên trì luyện tập, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhiệt liệt chào mừng khối nữ chiến sĩ quân y. Hơn 70 năm qua, những thầy thuốc chiến sĩ luôn bám sát bộ đội, có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, ác liệt nhất, vừa chiến đấu vừa kịp thời cấp cứu, điều trị thương binh, bệnh binh, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội ta. Các chiến sĩ quân y hôm nay đang ra sức học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng đơn vị quân y năm tốt, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ đối với ngành y, người thầy thuốc giỏi, đồng thời phải là như người mẹ hiền. Đang tiến vào lễ đài là khối chiến sĩ phòng không không quân, tự hào là những người chiến sĩ canh trời Tổ quốc, kế thừa truyền thống, nhằm thắng quân thù mà bắn, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, đánh thắng trận đầu, đánh thắng liên tục. Các chiến sĩ trẻ hôm nay, dù là pháo thủ hay cắt thủ, dù ở binh chủng cao xạ, tên lửa, radar hay không quân, đều có chung quyết tâm hoàn thành xuất sắc trọng trách bảo vệ vững chắc vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc. Tự hào, khát vọng và niềm tin chiến thắng luôn thôi thúc họ vươn lên, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi. Khối chiến sĩ hải quân đang tiến vào lễ đài, nêu cao truyền thống anh hùng. Các chiến sĩ hải quân đã vượt qua gian khổ, hy sinh bám tàu bám biển, làm nên những chiến công huyền thoại của đoàn tàu không số, đường Hồ Chí Minh trên biển, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Chiến sĩ hải quân hôm nay đang ngày đêm bám tàu, bám biển cùng với quân dân cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đang tiến vào lễ đài là khối chiến sĩ hải quân đánh bộ. Hải quân đánh bộ là một lực lượng quan trọng, sẵn sàng cơ động chi viện cho các chiến trường biển đảo, có nhiều chiến công trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc, đã góp phần tô thắm trang sử vàng truyền thống chói lọi của quân chủng hải quân nhân dân Việt Nam. Các chiến sĩ hải quân đánh bộ hôm nay không quản ngại gian khổ,
biên phòng đang tiến vào lễ đài. Với tinh thần đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt, 56 năm qua, các chiến sĩ bộ đội biên phòng luôn chắc tay súng, khắc phục khó khăn, gian khổ, gắn bó máu thịt với đồng bào các dân tộc, đứng vững trên tuyến đầu biên cương, ngày đêm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, các chiến sĩ bộ đội biên phòng ra sức nâng cao cảnh giác cách mạng, mài sắc ý chí chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc. Đang tiến vào lễ đài là tổ chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam. Trong những năm qua, các chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam đã quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên, không sợ hy sinh gian khổ, vượt qua mọi khó khăn thử thách, bám tàu bám biển, kiên trì kiên quyết, khôn khéo linh hoạt xử lý các tình huống trên biển. Các chiến sĩ cảnh sát biển hôm nay đang ra sức thi đua xây dựng cảnh sát biển Việt Nam hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự an toàn trên các vùng biển đảo của Tổ quốc. Khối Nam tự vệ đang tiến vào lễ đài, phát huy truyền thống chắc tay búa vững tay súng. Trong kháng chiến, lực lượng tự vệ vừa sản xuất vừa chiến đấu, chi viện lực lượng cho các chiến trường, giữ vững an ninh chính trị, góp phần xây dựng hậu phương vững mạnh, cùng quân dân cả nước làm nên thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nam tự vệ cả nước đang ra sức thi đua, huấn luyện giỏi, lao động tốt, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhiệt liệt chào mừng khối nữ tự vệ đang tiến vào lễ đài. Trong kháng chiến, cùng với bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương, lực lượng nữ tự vệ đã chứng tỏ là những người ái quốc sắt đá, là những chiến sĩ anh hùng, vừa chuyên cần lao động sản xuất, vừa tham gia chiến đấu, bảo vệ nhà máy, nông trường, chịu đựng khó khăn, vất vả, động viên chồng con lên đường đánh giặc, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của dân tộc. Thi đua với nam tự vệ, các nữ tự vệ đang ra sức lao động sáng tạo, tích cực rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Khối Nam dân quân các dân tộc Việt Nam đang tiến vào lễ đài. 70 năm qua, với truyền thống tay cày, tay súng, Nam dân quân các dân tộc Việt Nam luôn đoàn kết một lòng theo Đảng, bám đất, bám làng, góp phần làm tan rã mọi kẻ thù, lập nên những chiến công oanh liệt. Hàng vạn Nam dân quân đã hăng hái tham gia thanh niên xung phong, phục vụ chiến đấu và trực tiếp chiến đấu, cùng các lực lượng vũ trang nhân dân đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiệt liệt chào mừng khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam. Với quyết tâm sắt đá, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. 70 năm qua, nữ dân quân các dân tộc Việt Nam luôn một lòng một dạ theo Đảng, theo Bác Hồ mà ra sức gìn giữ, bảo vệ non sông gấm vóc Việt Nam. Trong kháng chiến, hàng vạn phụ nữ đã tình nguyện tham gia thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, phục vụ chiến đấu và trực tiếp chiến đấu, làm sáng ngời hình ảnh phụ nữ Việt Nam trên trận tuyến chống quân thù, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ngày nay, nữ dân quân các dân tộc Việt Nam đang ra sức phấn đấu, giỏi việc nước, đảm việc nhà, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc ở cơ sở. Nhiệt liệt chào mừng khối nữ du kích miền Nam. Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, những cô ba dũng sĩ miền Nam với áo bà ba và chiếc khăn rằn thân quen đã bao phen làm cho quân thù kinh hồn bạt vía, vừa lao động sản xuất, vừa dũng cảm kiên cường trong chiến đấu, vừa tích cực sáng tạo hiệu quả trong công tác vận động binh lính địch ra đầu hàng trở về với cách mạng. Nữ du kích miền Nam đã góp phần làm nên huyền thoại của đội quân tóc dài, nét độc đáo của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam. Khối nữ dân quân miền Bắc đang tiến vào lễ đài. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, nữ dân quân miền Bắc đã tích cực tham gia phong trào kháng chiến kiến quốc, ba đảm đang, tay cày, tay súng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng hậu phương vững mạnh, tích cực huấn luyện quân sự, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ quê hương, động viên chồng con lên đường đánh giặc. Ngày nay, nữ dân quân miền Bắc đang ra sức xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc.
khúc. Nhiệt liệt chào mừng các khối công an nhân dân, chỉ huy tổ cờ truyền thống công an nhân dân do Thiếu tướng Vũ Ngọc Điềm, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động dẫn đầu đang tiến vào lễ đài. Tiếp theo là cờ bảo vệ an ninh tổ quốc, lấp lánh bốn tấm huân chương sao vàng và nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng, thể hiện sự lớn mạnh và chiến công to lớn của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Phát huy truyền thống công an nhân dân Việt Nam trung thành với Đảng, tận tụy với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. 70 năm qua, công an nhân dân Việt Nam luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, tổ quốc và nhân dân, phối hợp chặt chẽ với quân đội, lập nhiều chiến công xuất sắc. Khối nam sĩ quan an ninh nhân dân đang tiến vào lễ đài. Ngay sau cách mạng tháng 8 và trong các cuộc kháng chiến, lực lượng an ninh nhân dân đã bảo vệ thành công chính quyền cách mạng non trẻ, bám đất, bám dân, luồn sâu vào vùng địch, diệt ác, trừ gian, phá thế bao vây, kìm kẹp, đánh bại các hoạt động tình báo, gián điệp, chiến tranh tâm lý, bảo vệ Đảng, chính quyền cách mạng và nhân dân. Phát huy truyền thống cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân hôm nay đang lập nhiều chiến công, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Khối nam sĩ quan cảnh sát nhân dân đang tiến vào lễ đài. Ra đời từ khi chính quyền dân chủ nhân dân được thành lập, lực lượng cảnh sát nhân dân luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, trừng trị bọn tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của nhà nước và tính mạng tài sản của nhân dân. Lực lượng cảnh sát nhân dân hôm nay không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, tiếp tục lập nhiều chiến công xuất sắc, nguyện một lòng vì nước quên thân, vì dân phục vụ, sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Xin chào khối nữ sĩ quan cảnh sát giao thông. 70 năm qua, các thế hệ cảnh sát giao thông đã vượt qua khó khăn gian khổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội. Các chị là những sĩ quan chiến sĩ công an giỏi việc nước, đảm việc nhà. Ngày nay, những nữ sĩ quan chiến sĩ cảnh sát giao thông đang ngày đêm có mặt trên các trọng điểm giao thông, khắc phục khó khăn, làm tròn trách nhiệm giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát trong lòng nhân dân. Khối nam sĩ quan cảnh sát cơ động đang tiến vào lễ đài. Ra đời trong giai đoạn quyết liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng cảnh sát cơ động luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, giải quyết nhiều vụ việc phá rối an ninh, bạo loạn, triệt phá nhiều tổ chức tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng vũ khí công nghệ cao. Lực lượng cảnh sát cơ động hôm nay đang tích cực chủ động phối hợp với các lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Khối nam sĩ quan trinh sát kỹ thuật nghiệp vụ phòng chống tội phạm đang tiến vào lễ đài. Đây là những sĩ quan công an ưu tú, vững về bản lĩnh, giỏi về chuyên môn, chắc về nghiệp vụ, có trình độ cao về công nghệ thông tin, đã trực tiếp thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trinh sát kỹ thuật phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Lực lượng trinh sát kỹ thuật nghiệp vụ phòng chống tội phạm đang ra sức phát huy nội lực, sẵn sàng đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhiệt liệt chào mừng khối nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm, là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, tổ quốc và nhân dân. Nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm có vai trò quan trọng, luôn thể hiện tinh thần dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, lập nhiều chiến công trong đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và mẫu mực xây dựng gia đình hạnh phúc. Phát huy truyền thống vì nước quên thân, vì dân phục vụ, nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm đã không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đang tiến vào lễ đài là khối nam chiến sĩ cảnh sát cơ động, là lực lượng chiến đấu có sức cơ động cao. Lực lượng cảnh sát cơ động đã góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội, phối hợp cùng các lực lượng tham gia đấu tranh giải quyết có hiệu quả các hoạt động gây rối trật tự công cộng, bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin, tội phạm.
phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, lực lượng cảnh sát cơ động đang không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm chủ vũ khí, phương tiện kỹ thuật hiện đại, tăng cường rèn cán, luyện quân, thường xuyên ứng trực, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Khối nam chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang tiến vào lễ đài. 54 năm qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã không quản gian khổ, hy sinh, chiến đấu với giặc lửa, bảo vệ an toàn các nhà máy, xí nghiệp, công trường, nông trường, tài sản của nhà nước và nhân dân, đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được nhân dân tin yêu và Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư khen ngợi. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy ngày nay đang tích cực nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt phòng cháy chữa cháy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Khối nam chiến sĩ thông tin công an nhân dân đang tiến vào lễ đài. 70 năm qua, chiến sĩ thông tin liên lạc công an nhân dân luôn vì nước quên thân, vì dân phục vụ, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn, phục vụ công tác lãnh đạo chỉ huy các lực lượng công an nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự trong tình hình mới, chiến sĩ thông tin công an nhân dân đang ra sức học tập, làm chủ khoa học công nghệ, góp phần xây dựng lực lượng thông tin công an nhân dân vững mạnh. Khối nam công an xã đang tiến vào lễ đài. Đây là lực lượng vũ trang bán chuyên trách thuộc hệ thống tổ chức của công an nhân dân, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. 65 năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng công an xã ngày càng trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ngày nay, lực lượng công an xã đang ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Đang tiến vào lễ đài là khối hồng kỳ. Những lá cờ hồng tươi thắm rực rỡ thể hiện niềm kiêu hãnh, tự hào, tự tôn của dân tộc, của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đang được 200 thanh niên dương cao tiến vào quảng trường Ba Đình lịch sử. Dưới lá cờ vinh quang của Đảng, lực lượng vũ trang đã đoàn kết cùng với toàn dân anh dũng chiến đấu, góp phần to lớn vào thắng lợi trọn vẹn cho dân tộc Việt Nam. Trong giai đoạn cách mạng mới, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhiệt liệt chào mừng các khối diễu hành đang tiến vào quảng trường Ba Đình lịch sử. Đi đầu đội hình diễu hành là khối các dân tộc Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Việt Nam là một quốc gia thống nhất gồm 54 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trải qua mấy ngàn năm lịch sử, cộng đồng các dân tộc Việt Nam luôn kề vai sát cánh, đoàn kết một lòng xây dựng đất nước, giữ gìn san sơn gấm vóc thiêng liêng. Trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, cộng đồng các dân tộc Việt Nam luôn là chỗ dựa vững chắc của cách mạng, góp phần quan trọng làm nên cách mạng tháng 8 thành công năm 1945, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 và đại thắng mùa xuân năm 1975. Ngày nay, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Sơ Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Dù ở đồng bằng, trung du hay miền núi, dù ở miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, đồng bào các dân tộc Việt Nam luôn phát huy truyền thống yêu nước, thủy chung, nghĩa tình, gắn bó, đoàn kết, đưa dân tộc Việt Nam vững bước trên con đường đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
nhiệt liệt chào mừng khối cựu chiến binh Việt Nam, đại diện cho hàng triệu hội viên cựu chiến binh Việt Nam và cựu quân nhân cả nước. Đồng hành cùng dân tộc, cựu chiến binh Việt Nam đã có những năm tháng chiến đấu oanh liệt, lập nên những chiến công hiển hách, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang. Ngày nay, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ với tinh thần anh dũng trong chiến đấu, gương mẫu giữa đời thường, các cựu chiến binh Việt Nam lại tiếp tục đem sức lực và trí tuệ của mình tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân, nêu gương sáng, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu cho thế hệ trẻ. Nhiều cựu chiến binh Việt Nam đã trở thành những nhà quản lý giỏi, những nhà khoa học và những doanh nhân thành đạt. Hội cựu chiến binh Việt Nam đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tặng 8 chữ vàng: trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Khối công nhân đại diện cho giai cấp công nhân Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Trong suốt chặng đường lịch sử cách mạng Việt Nam, giai cấp công nhân luôn xứng đáng là giai cấp tiên phong trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, là lực lượng nòng cốt trong khối liên minh công nhân, nông dân, trí thức. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ công nhân đang có mặt ở các ngành, lĩnh vực, thành phần kinh tế trên khắp mọi miền tổ quốc, nắm giữ những lĩnh vực kinh tế then chốt, những cơ sở vật chất và phương tiện sản xuất hiện đại của xã hội, góp phần quyết định phương hướng phát triển của đất nước. Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới, ngày nay giai cấp công nhân Việt Nam đang ra sức phấn đấu thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiến vào lễ đài là khối nông dân Việt Nam đại diện cho hơn 60 triệu nông dân cả nước. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, nông dân Việt Nam có những đóng góp rất to lớn. Nhiều anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa xuất thân từ nông dân. Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, giai cấp nông dân Việt Nam luôn là đội quân chủ lực của cách mạng, là cột trụ chính quyền ở nông thôn. Trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, giai cấp nông dân Việt Nam đang nêu cao tinh thần yêu nước, truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, bền chí vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực tham gia vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, gìn giữ nếp sống văn hóa, thuần phong mỹ tục và là nhân tố góp phần quan trọng vào xây dựng hệ thống chính trị xã hội vững mạnh, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Ngày nay, giai cấp nông dân Việt Nam có vai trò chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là lực lượng quan trọng xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đang tiến qua lễ đài là khối diễu hành đại diện cho đội ngũ trí thức Việt Nam. Trong lịch sử hào hùng của dân tộc, đội ngũ trí thức Việt Nam luôn đồng hành cùng với dân tộc, đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Từ khi có Đảng lãnh đạo, đội ngũ trí thức Việt Nam không ngừng phát triển, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, góp phần tích cực vào hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp
pháp luật của nhà nước, đóng góp trực tiếp nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, từng bước nâng cao trình độ khoa học và công nghệ của đất nước, vươn lên sánh vai với các nước trên thế giới, tiếp nối truyền thống vẻ vang 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đội ngũ trí thức Việt Nam nguyện mang hết sức lực, tinh thần và trí tuệ cùng toàn đảng, toàn dân đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhiệt liệt chào mừng khối doanh nhân Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Suốt chiều dài xây dựng và phát triển đất nước, cùng với khát vọng độc lập tự do, nhiều người con ưu tú của đất nước đã chọn con đường trở thành doanh nhân để làm giàu cho mình và cho đất nước. Khi tổ quốc có lời hiệu triệu, họ sẵn sàng đóng góp sức người, sức của cho chính quyền. Trong công cuộc đổi mới đất nước, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam không ngừng lớn mạnh. Với tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị, văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, họ đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm cho hàng chục triệu người lao động và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, góp phần vào thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hướng về phía trước, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đang phát huy vai trò chủ công trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tự chủ và hội nhập quốc tế, xứng đáng là lực lượng xung kích trong phát triển kinh tế của đất nước. Nhiệt liệt chào mừng khối phụ nữ Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Từ huyền thoại mẹ Âu Cơ, lịch sử thời Bà Trưng, Bà Triệu đến thời đại Hồ Chí Minh, với những phẩm chất truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, phụ nữ Việt Nam luôn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, có hàng vạn phụ nữ dũng cảm đòn gánh đánh càn, tầm vương diệt giặc, hàng triệu phụ nữ ba đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà, hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng hậu phương vững mạnh. Tổ quốc luôn ghi công và vinh danh các mẹ Việt Nam anh hùng, những người mẹ, người chị, người vợ đã cống hiến hy sinh vì nền độc lập dân tộc, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phụ nữ Việt Nam đang ra sức thi đua, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển, không ngừng vươn tới những đỉnh cao mới, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của người phụ nữ Việt Nam và khẳng định trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, giàu đẹp, gia đình ấm no, hạnh phúc. Khối diễu hành của thanh niên Việt Nam, những chủ nhân tương lai của đất nước đang tiến vào lễ đài. Trong công cuộc gìn giữ nền độc lập dân tộc và bảo vệ tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Việt Nam đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy cao độ ý chí, không có gì quý hơn độc lập tự do, đem sức trẻ phù động đồng hành cùng dân tộc, sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước, hăng hái trong các phong trào ba sẵn sàng, năm xung phong, xung kích sáng tạo, tình nguyện trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, góp phần quan trọng đưa dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang tươi sáng. Phát huy truyền thống con cháu Bác Hồ trong thời đại mới, tuổi trẻ Việt Nam luôn mang trong mình khát vọng vươn lên chinh phục những đỉnh cao mới, sánh vai với các cường quốc năm châu. Các giọng đó đã cổ vũ tinh thần, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Tuổi trẻ Việt Nam nguyện vững bước với ngọn cờ vinh quang của Đảng, quyết dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn, đem sức trẻ, trí tuệ và nhiệt huyết cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Việt Nam cũng là hành trình dựng nước và giữ nước. Chính nền văn hóa đó đã góp phần tạo dựng nên phẩm giá Việt Nam, khí phách Việt Nam. Sức mạnh văn hóa là sức mạnh của dân tộc. Trong đó, quốc hiệu hay quốc danh sẽ thay đổi các từng thời kỳ, mang dấu ấn của lịch sử lập quốc và lòng tự tôn dân tộc. Đang tiến vào lễ đài là đoàn xe mô hình mang biểu trưng quốc hiệu chính thức của Việt Nam qua các thời kỳ. Đi đầu là biểu tượng nhà nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên, triều đại đầu tiên, quốc hiệu đầu tiên, kinh đô đầu tiên của Việt Nam mang tên Phong Châu, gắn liền với tên tuổi 18 đời vua Hùng đã uy dũng chí vì đất nước để nước Đại Việt đứng vững 258 năm trước Công Nguyên. Biểu tượng nhà nước Âu Lạc, một nhà nước đã gắn liền với hình tượng vua An Dương Vương cùng chiếc nỏ thần huyền thoại ngự trên loa thành lịch sử. Để hơn 300 năm sau, năm 938, bằng trận thủy chiến Bạch Đằng Giang lịch sử, Ngô Vương Quyền xưng vương, trở thành vị vua đầu tiên của nhà Ngô trong lịch sử Việt Nam. Nhà nước Đại Cồ Việt, nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên ở Việt Nam, mở đầu cho thời đại độc lập, tự chủ và hình tượng vua Đinh Tiên Hoàng phất cờ long, dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất Giang Sơn, tự xưng hoàng đế, vị hoàng đế đầu tiên của dân tộc. Quốc hiệu Đại Việt được vua Lý Thánh Tôn đặt nền móng từ năm 1054 và sau đó Lý Thái Tổ quyết định rời đô về Thăng Long, mở ra một trang mới trong lịch sử dân tộc. Quốc hiệu Đại Việt còn được vang lên ghi dấu ấn hơn 800 năm sau qua các đời Lý, Trần, Lê, Mạc và Tây Sơn Nguyễn Huệ với bao chiến công hiển hách. Bóng dáng cổ xưa của kinh thành Huế cùng biểu tượng nhà nước Đại Nam và hình ảnh nhà vua Minh Mạng dưới thời Nguyễn đã tồn tại hơn 100 năm. Đồng bào và các bạn, biểu tượng nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cùng cờ hoa tung bay đang hiện diện gần gũi và thân thương trước mắt chúng ta. Hình tượng Bác Hồ đứng lồng lộng trên quảng trường Ba Đình lịch sử giữa mùa thu tháng 8, đọc bản tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thank you.
Cuộc kháng chiến giành độc lập tự do của dân tộc đã hoàn thành sứ mạng lịch sử vẻ vang. Một quốc danh, quốc hiệu khác phải được hình thành để bắt đầu bước vào công cuộc dựng xây đất nước. Quốc hiệu nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang tiến vào lễ đài ca vang khúc ca chiến thắng và hòa bình. Đồng chí và đồng bào, nối tiếp xe diễu hành là đoàn diễu hành của các nghệ sĩ, nghệ nhân đại diện cho 9 di sản văn hóa phi vật thể trong số 21 di sản văn hóa thiên nhiên của Việt Nam đã được UNESCO vinh danh. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, một nghi lễ tín ngưỡng có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, là điểm tựa tinh thần tạo sức mạnh đoàn kết các dân tộc Việt Nam. Hát xoan, một loại hình nghệ thuật truyền khẩu đặc sắc, bắt nguồn từ hình thức hát thờ các vua hùng ở nước ta. Hội gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc, một lễ hội gắn với truyền thuyết về thánh gióng, một vị thánh bất tử, bảo hộ mùa màng, gìn giữ hòa bình cho đất nước và thịnh vượng cho muôn dân. Nhã nhạc, âm nhạc cung đình Việt Nam là thể loại âm nhạc được trình diễn trong cung đình vào các cuộc tế lễ. Ca trù, một loại hình nghệ thuật độc đáo gắn với phong tục, tín ngưỡng, tư tưởng và triết lý sống của người Việt. Dân ca quan họ Bắc Ninh, một hình thức hát giao duyên mộc mạc, đầm thắm, thể hiện nét văn hóa tinh tế của người Kinh Bắc. Dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh là lối hát không nhạc đệm, có sức sống mạnh mẽ trong đời sống của người dân Bắc Trung Bộ. Nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ, một loại hình nghệ thuật ở miền Nam Việt Nam phản ánh suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của những người dân mở đất phương Nam. Không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên là hoạt động văn hóa tín ngưỡng không thể thiếu trong các sự kiện quan trọng với đời sống cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên. Lần thay đổi tên gọi nhưng vẫn là một Việt Nam kiên cường, trung dũng, yêu hòa bình, yêu lao động, là bạn và đối tác tin cậy, có trách nhiệm với tất cả các nước, ngày càng khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Thank you.
Việt Nam đã hôn đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc, hội tụ những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Bác Hồ kính yêu, những thế hệ người Việt Nam đã giải phóng dân tộc và dựng xây đất nước bằng lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường, lòng nhân ái vô trong đạo lý nghĩa tình. Cả dân tộc Việt Nam đang dựng xây đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, bằng khát vọng hòa bình và bản lĩnh trí tuệ Việt Nam. Chương trình meeting diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kết thúc. Trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn đại biểu các nước Lào, Campuchia cùng toàn thể các vị đại biểu, các vị khách quý trong nước, quốc tế, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ đã đến dự và theo dõi buổi lễ trọng thể này qua phát thanh truyền hình. Trân trọng cảm ơn.